Kênh phụ nữ và gia đình rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm món cá hồi sốt cà chua nha. Thì để làm được cái món này, các bạn cần chuẩn bị những cái nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là mình cần phải có thịt cá hồi. Ở đây mình sử dụng khoảng tầm 200g thịt cá hồi nhé. Và một chén nước dừa, 3 quả cà chua và một ít hành tím, tỏi, ớt và một ít rau mùi, đó là ngò rí. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay thực hiện sau đây luôn nhé. Đầu tiên là mình sẽ sơ chế cái phần cá hồi nha các bạn. Cá hồi thì các bạn lưu ý là để cho thịt của cá nó được ngọt hơn thì các bạn nên lựa cá tươi và vân nó rõ ràng, vân mỡ ít thôi, với lại là cái màu cá nó, cái thịt của nó hồng hào nha các bạn, nó có màu hơi cam cam. Để cho cái cá hồi của mình nó không có mùi tanh á, thì các bạn nên rửa sơ cái phần cá hồi này với lại nước muối pha lỏng nhé. Bây giờ mình sẽ mang nó đi rửa với nước muối nha. Tiếp theo là mình sẽ băm nhuyễn một ít tỏi với lại hành tím. Tiếp theo là mình sẽ băm nhuyễn một ít tỏi với lại hành tím để mình phi lên cho thơm, đồng thời là mình ướp vào trong cá hồi để cho cá hồi của mình nó đỡ mùi tanh nhé. Cà chua thì mình sẽ rửa sạch, sau đó thì mình sẽ bỏ đi cái phần cuống này, bạn dạt xung quanh, sau đó mình bỏ đi cái phần cuống. Hôm nay cũng vậy luôn. Các bạn nên lựa cà chín như thế này để mình làm cho cái sốt của mình cái màu nó đẹp và nó sẽ ra nhiều cái sốt hơn nhé. Cà chua chín thì mình xào nó cũng mau hơn. Sau đó thì các bạn sẽ băm nhuyễn cái phần cà chua này, cắt nhỏ là như thế này thôi. Tiếp theo là mình sẽ ướp cá hồi nha các bạn. Cá hồi thì mình cho vào đây một ít hạt nêm. Các bạn không cần phải ướp nhiều gia vị đâu, để cho cá hồi nó còn cái độ ngọt của thịt nhé. Các bạn ướp nhiều quá thì mình ăn, khi mà mình ăn mình sẽ không có cảm nhận được cái độ ngọt của thịt á. Tiếp theo là mình sẽ cho vào đây một ít hành tím và tỏi đã băm nhuyễn lúc nãy. Mình cho vào, mình ướp đều như thế này. Các bạn sẽ trở qua trở lại cho cá ăn. Mình sẽ ướp trong vòng khoảng tầm 10 phút nha, để cho cá của mình ngấm gia vị trước khi mình chiên áp chảo cá nhé. Mình sẽ cho một ít dầu vào trong chảo này để chiên áp chảo cái phần cá hồi. Các bạn lưu ý là không nên cho dầu nhiều, tại vì trong thịt cá hồi thì nó cũng tự động tiết ra mỡ nha. Mình sẽ trở qua mặt còn lại nha các bạn. Các bạn lưu ý là mình không cần phải chiên cho nó chín lắm, mình chỉ cần là cho nó vàng mặt là được rồi, vàng xém ở bên ngoài thôi nhé. Tại vì lát mình còn phải cho vào trong cái nước sốt cà chua nữa, cho nên là mình chiên chín quá thì thịt cá hồi nó sẽ bị mềm và vỡ, ăn hết độ ngọt nha các bạn. Bây giờ thì cá của mình nó cũng đã vàng hai mặt rồi nè các bạn. Mình sẽ vớt cá ra nhé và tiếp tục làm nước sốt. Mình sẽ sử dụng cái phần dầu lúc nãy để mình làm nước sốt luôn, tại vì cái đó là mỡ của cá hồi nó cũng có ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây khoảng tầm nửa muỗng dầu nữa. Mình chờ cho dầu nóng trở lại thì mình sẽ cho hành tím vào để phi thơm, và sau đó thì mình sẽ cho cà chua băm nhuyễn vào nhé. Bây giờ hành tím với lại tỏi nó cũng đã vàng và có mùi thơm rồi, mình sẽ cho hết cái phần cà chua vào. Sau đó thì các bạn sẽ đảo đều lên. Tiếp theo là mình sẽ cho nước dừa vào nha các bạn. Thay vì mình sử dụng nước lọc thì mình sẽ ở đây mình sẽ sử dụng nước dừa để cho cái phần nước sốt của mình nó ngọt hơn. Bây giờ thì cái phần nước sốt của mình nó đã sánh lại rồi nè các bạn. Các bạn thấy là cái phần cà của mình nó cũng nở, nó cũng mềm, nó nhừ ra rồi nè. Mình sẽ cho cái phần cá hồi vào nha. Mình
sau đó mình sẽ rim lại cho đến khi nào cái nước sốt của mình nó kẹo lại, và các bạn sẽ nêm nếm gia vị cho nó vừa ăn. Mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng nước mắm ngon nha các bạn. Mình sẽ nêm vào đây 1 ít hạt nêm nhé. Sau đó thì các bạn sẽ nêm nếm lại xem là đã vừa khẩu vị hay chưa. Nếu mà cảm thấy là cái nước sốt của mình chưa đủ độ ngọt thì các bạn có thể cho thêm vào 1 ít đường. Tại vì do là mình nêm cái cà chua này bằng nước dừa thì thường là nước dừa nó cũng đã có sẵn độ ngọt rồi nha các bạn. Bây giờ thì cái hồi sốt cà chua của mình cũng đã được rồi nè các bạn. Mình sẽ cho ra khỏi bếp nha. Và cuối cùng là mình sẽ cho vào đây 1 ít ngò rí cắt nhuyễn. Các bạn ơi, mình đã làm xong món cá hồi sốt cà chua rồi nè các bạn. Món này thì mình sẽ ăn kèm với lại cơm nóng nha. Thay vì mình sẽ chỉ là chiên áp chảo thôi thì mình thêm hương vị của cà chua vào nữa thì sẽ làm cho cái món cá hồi sốt cà chua này nó thêm hấp dẫn hơn nhé. Các bạn hãy làm để cho cả nhà thưởng thức nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chúc các bạn thành công nhé. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích thì các bạn hãy like, share, subscribe cho kênh Phụ Nữ Và Gia Đình nhé.